Mã số bạn đồng ý là để tôi 2 phút giới thiệu bản thân cho tao đây mà nói. Rồi, giới thiệu bản thân nha. Tôi tên là Nguyễn Xuân Nam. Facebook cá nhân của tôi là Nguyễn Xuân Nam. Bạn nào mà chưa kết bạn thì kết bạn nha. Nhưng mà điều kiện để kết bạn là có ấy. Số 1 là phải nhắn tin cho tôi này. Chứ các bạn chỉ bấm kết bạn không là tôi không có biết đâu. Mà nó cũng không hiện thông báo. Đôi khi nhắn tin cũng không hiện thông báo luôn. Để cho nên làm cách nào đó để tôi có thể kết bạn được. Rất là nhiều người họ nhắn tin nhưng nó rơi vào tin nhắn trỏ. Và tôi kiểm tra tin nhắn trỏ nó cũng không có luôn. Đến khi tôi phải đồng ý kết bạn thì nó mới nhảy tin nhắn ra. Để cho nên là cách tốt hơn nữa đó là các bạn vào bài viết của tôi bình luận thầy kết bạn với anh em. Ok, đẩy cái Facebook của anh lên. Facebook cá nhân. Tôi tên là Nguyễn Xuân Nam. Hiện tại thì tôi nói về công việc đi. Giám đốc công ty cổ phần tập đoàn DVB. Đây là công ty chính mà tôi đang làm. Ngoài ra thì tôi có nhiều công ty khác, mỹ phẩm cũng có, spa cũng có, chứ không phải là người chỉ đi đào tạo và đi marketing mà tôi cũng có cả spa luôn. 2017 thì tôi có 7 cơ sở tên là Free Spa. Nếu mà tôi làm nghiêng quyền là chính. Tôi làm 6 tháng thì tôi bán lại cho những người điều hành trong đó. Thời điểm đó mình chưa có vững. Cái bộ phận quản lý của tôi nó chưa có vững. Thế cho nên tôi chưa kiểm soát được đối tác của mình. Và tôi bán lại cho họ. Còn bây giờ thì tôi đang bắt đầu xây dựng lại hệ thống. Tôi có một cơ sở ở Bình Dương. Mỗi một tháng tôi đang kinh doanh, bây giờ là tháng thứ 5. Và mỗi một tháng của tôi thì gấp đôi tháng trước, tức là doanh số tháng này tăng gấp 50% so với tháng trước. Tháng vừa rồi thì tôi so là từ tháng kết quả của tháng 7 so với kết quả tháng 6 là tăng 57%. Tháng nào cũng tăng theo đúng chiều hướng lên như vậy. Mới làm nhưng tỷ lệ rất là tốt. Hơn rất là nhiều người luôn luôn trong trạng thái như thế này hoặc như thế này. Và hướng đi tiếp theo của tôi đó là đi về tỉnh. Tôi không tự mở mà tôi sẽ tìm những đối tác. Một là có vị trí đẹp, hai là có điều kiện về tài chính, ba đó là có cái khát khao, bốn đó là hợp tác cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ set up cơ sở, chúng tôi sẽ đưa người về vận hành luôn. Bạn chỉ cần tiền thôi, chẳng cần gì khác nữa cả. Nếu bạn có nghề, bạn ngồi ở đó để quản lý chuyên môn chúng tôi xong. Còn việc kinh doanh là để chúng tôi làm. Các bạn có muốn hợp tác với tôi không? Đấy là cái dự án tôi sẽ chia sẻ ở phần sau. Nếu ai đó có duyên, phần lớn tôi sẽ làm với cả những học viên tham dự những chương trình đào tạo sâu hơn của tôi. Bởi vì ở đó mọi người biết cách tôi làm việc rồi, dễ làm hơn rất là nhiều. Đó là dự án về spa. Về công việc hiện tại, công việc chính của mọi người biết đến tôi đó là đào tạo về kinh doanh spa hay là làm marketing spa. Tôi trực tiếp triển khai cho hơn 200 spa trên toàn quốc. Trực tiếp triển khai ở đây đó là gì? Một là cố vấn cho người ta về từ lúc họ có ý tưởng, họ có tiền, có ý tưởng mở ở đâu, chọn địa lý, chuyện địa điểm như thế nào. Phí cố vấn một năm của tôi là 30.000 đô. Anh chị em ở đây có điều kiện tài chính và mong muốn là có một người cố vấn các bạn chắc chắn hơn, làm kinh doanh chắc hơn thì chúng ta có thể tham chứ. Có thể nói chuyện với tôi ở cái gói đó. Một năm là 30.000. Rẻ. Tôi cố vấn cho họ từ ý tưởng như vậy. Cho đến cái số 2 là tuyển nhân viên như thế nào, tôi cũng hỗ trợ họ tuyển nhân viên, hướng dẫn họ về những cái chuyên gia đào tạo về chuyên môn ở đâu chất lượng nhất, cũng chỉ cho họ luôn để họ làm. Gần như là tất cả mọi thứ họ chỉ có tiền thôi, còn lại tất cả mọi thứ là tôi làm, tôi hỗ trợ làm. Nếu gói cố vấn tôi nói bạn làm, còn gói hợp tác là bạn tiền tôi làm, bạn có tiền tôi làm. Tôi cố vấn rất nhiều. Và cái số 2 nữa đó là chúng tôi triển khai marketing. Là các bạn có cơ sở xong rồi, cần người marketing thì chúng tôi là người triển khai marketing để trực tiếp kéo khách hàng về cơ sở của bạn thôi. Đấy là công việc chính của tôi. 2016, 2017, 2018, 2019 thì nó là một bắt đầu làm một công việc phụ của tôi rồi. Có một đội nhóm khác làm thay tôi chứ không tôi không còn làm nữa. 3 năm làm marketing cho người ta. Cho tôi cái kinh nghiệm là từ Bắc vào Nam. Bất cứ một địa phương nào tôi cũng biết được đặc điểm địa lý ở đó là như thế nào. Tôi là người trực tiếp nghĩ ra những ý tưởng để kéo khách, là người trực tiếp triển khai viết bài, thiết kế hình ảnh, thiết kế video, trực tiếp là triển khai chạy quảng cáo để đưa khách về. Khách hỏi gì chúng tôi là người trả lời. Cho nên chúng tôi hiểu tâm lý của khách, họ muốn gì, họ như nào, từ Bắc vào Nam. Đó là nơi mà cho tôi, đó là cái công việc mà cho tôi có kinh nghiệm để tôi đi dạy.
Tôi đào tạo cho... Tôi bắt đầu cái công việc đào tạo từ 2015. Bước chân vào nghề, lúc đấy mình là một con gà, là một người mới bước chân vào nghề. 2016 cũng là, nhưng gần như là 2015 tôi làm là thất bại, là thua. 2016 tôi làm là thua, là thất bại. 2017 tôi dạy online, tôi đào tạo online. 2018 là tôi đào tạo trực tiếp cho đến bây giờ. Ở số lượng học viên của tôi rất là lớn. Tôi chỉ nói 4.000 học viên của tôi là đào tạo offline trực tiếp, là những người tham dự những chương trình và gặp gỡ nhau. Còn online là rất nhiều. Tôi có 5 khóa học online là đã quay sẵn. Các bạn có biết trang Ulika, trang đào tạo trực tuyến có tên là Ulika.vn. Tôi cũng có chương trình đào tạo của tôi ở trên đó. Và rất là nhiều học viên họ đăng ký học trên đó. Và tôi cũng có những khóa học online khác. Và có rất là nhiều chị em chủ spa trong nước, ngoài nước. Ở trong nước thì họ biết đến tôi qua kênh Facebook. Ở ngoài nước thì họ biết đến tôi qua Google. Các bạn lên Google tìm tôi với từ khóa là Nguyễn Xuân Nam. Các bạn lên Facebook tìm Nguyễn Xuân Nam, các bạn lên YouTube tìm Nguyễn Xuân Nam, các bạn lên Google Maps lên bản đồ ấy, tìm Nguyễn Xuân Nam cũng tìm thấy tôi luôn. Các bạn đi bất cứ chỗ nào, các bạn cũng sẽ nhìn thấy thông tin của tôi. Và tôi thường giới thiệu với mọi người tôi là chuyên gia hàng đầu về marketing spa tại Việt Nam. Đấy là nó rất khiêm tốn, hàng đầu. Còn nói thật ra là số 1. Có một ai đó nếu mà nói với các bạn rằng số 1 mà không phải tôi, đấy là chém chó. Hỏi rằng bạn đã giúp được bao nhiêu người thành công rồi? Hỏi cái người đó, thầy đó, anh đã giúp được bao nhiêu học viên thành công? Thành công ở đây đó là gì? Tôi là một người nói thẳng mà nói thật. Thành công ở đây là kiếm được tiền. Cái số 2 là kiếm được nhiều tiền. Cái số 3 là kiếm được rất nhiều tiền. Và học viên của tôi là họ tầm ở tầm từ kiếm được nhiều và rất nhiều tiền. Số lượng như vậy rất lớn. Thì nữa tôi sẽ cho các bạn xem có hình ảnh cụ thể. Cái số 2 nữa là gì? Tên tuổi của anh. Bao nhiêu người biết đến? Lên Google tìm kiếm tên có không? Lên Facebook tìm kiếm tên có không? Lên YouTube tìm kiếm tên có không? Nếu không có là chém chó. Anh khẳng định anh là số 1. Có thông tin của tôi. Tôi không khoe với các bạn nhé. Mà tôi đây là tôi đang nói những điều thực tế để các bạn nhìn thấy. Các bạn lên Google. Các bạn biết Google không? Ai biết Google giơ tay? Ai biết YouTube giơ tay? Rồi. Các bạn cứ lên trên đó tìm kiếm từ khóa Nguyễn Xuân Nam, các bạn sẽ ra là tôi. Các bạn thêm một từ khóa là Nguyễn Xuân Nam Spa là không có một thông tin nào khác ngoài tôi. Thế cho nên là vì sao mà tôi có rất nhiều học viên nước ngoài. Ví dụ ở đây có chị Thảo. Chị Thảo là từ Mỹ. Đó, chị cũng biết đến tôi từ kênh YouTube. Phần lớn người Mỹ và người nước ngoài họ tìm kiếm thông tin qua Google và YouTube. Phần lớn người Việt Nam thì tìm kiếm thông tin là qua Facebook và quảng cáo. Đó là cái thói quen tìm kiếm thông tin của mỗi đất nước khác nhau. Tôi có rất là nhiều học viên từ châu Âu. Lớp gần đây nhất của tôi là có một bạn ở Đức, một bạn ở La Uy, lớp học online. Cho nên thế giới học được rất là nhiều. Có bạn ở Campuchia, Malaysia, có luôn. Tôi có rất là nhiều học viên ở Đông Nam Á bay về Việt Nam để tham dự những chương trình đào tạo trực tiếp. Hàn Quốc cũng có. Đối tác của tôi là những bác sĩ Hàn Quốc về. À, tôi chuẩn bị về Việt Nam và tôi muốn có một buổi cà phê để trao đổi công việc với bạn. Rất là nhiều những bác sĩ ở Hàn Quốc về. Hàn Quốc về họ dịch chuyển về Việt Nam rất nhiều. Chúng ta hay tham dự những chương trình đào tạo về chuyên môn không cả nhà? Có hay không? Có hay không cả nhà? Và chúng ta sẽ thấy là rất nhiều bác sĩ Hàn Quốc về Việt Nam. Đúng không? Và gần như là tôi không hợp tác với một bác sĩ nào cả. Tôi là một người không có hiểu biết quá nhiều về chuyên môn. Và tôi cũng không có hào hứng với việc là đào tạo về chuyên môn quá nhiều. Cho nên tôi không tham gia. Không tham dự. Rất nhiều bác sĩ nổi tiếng. Rồi là những cái chương trình gọi là festival về nghề làm đẹp, người mẫu hoa hậu gì đó, rất là nhiều. Ban tổ chức cũng tìm đến tôi. Chị sẽ phong cho em chức gọi là gì nhỉ? Trưởng ban hay cái gì đó khủng khiếp. Tôi bảo bây giờ em không thích mấy cái món này, cho nên chị có cho em là tổng giám đốc, với bố của tổng giám đốc em cũng không làm. Và mấy cái trò đấy là trò rất ảo. Mấy cái chương trình đấy là ảo. Ở đây có khoảng tầm là 250 người. 250 người tham gia thì tôi tin kiểu gì bà nào cũng có giải cho mà xem. Không có hoa hậu thân thiện thì kiểu gì cũng có hoa hậu khiêu gợi. Hoa hậu có hàm răng trắng, hoa hậu có làn da khỏe, đúng không? Rồi có bà thì hoa hậu có làn da nhiều mụn nhất cũng còn. Tiền là xong hết. Những thứ đấy rất ảo.
Và bây giờ là thời đại của 4.0, là thời đại của thế giới phẳng, tất cả thông tin nó đều minh bạch. Mà mình làm cái gì mà không thật thì tôi không muốn làm, bởi nó là cách rất truyền thống và tôi không muốn làm cái điều đó. Làm bây giờ tốt nhất là các bà làm cái gì ấy, bỏ tiền ra thì nó phải ra tiền thì làm, đồng ý không? Ai đồng ý chưa các anh mà nói? Bỏ tiền ra thì nó phải ra cái gì? Phải ra cái gì cả nhà? Phải ra tiền thì làm, còn không ra tiền thì thôi, đúng không ạ? Mấy cái chương trình ví dụ như là hoa hậu ấy, ra tiền không? Ra không? À có ra tiền, ra tiền mình, đúng không ạ? Nhưng không có tiền vậy, có đúng như là mình tham gia mình cũng rất khoái bởi vì mình được vinh danh ở đó, mình rất sướng bởi vì mình được vinh danh. 2017, 2018 là tôi cực kỳ ghét mấy cái chương trình đó. Tôi hay nói cái nhóm đấy là nhóm tào lao, tổ chức ra để gọi là chém gió và tạo ra những chương trình ảo, không tạo ra giá trị gì. Mấy cái bằng cái cúp đó ra những cái hiệu gọi là hiệu quà tặng nó bán đẩy, tôi rất ghét. 2019 tôi chuyển sang suy nghĩ tích cực về cái nhóm đó. Tôi suy nghĩ tích cực hơn, tôi tìm một lý do để tôi yêu thương được cái nhóm làm mấy cái chương trình đó. Tôi bảo là hóa ra là chị em ở trong ngành này họ có nhu cầu là được vinh danh, họ thích được nâng cao cái thể diện này. Thế mình bắt đầu mình ủng hộ. Thế là có nhu cầu cho nên là họ làm là đúng, đúng không ạ? Nhưng tôi nghĩ lại một chiều khác là bỏ một cái tham dự một cái chương trình làm đẹp như vậy vài chục triệu để mình được top 50, top 10. Có bạn nào từng tham dự được chắc biết top 1, top 2 gì đó là nhiều tiền hơn 100-200 triệu. Hoa hậu quý bà doanh nhân thì chắc phải tiền tỷ. Tôi bảo nếu tiền đó mà mình bỏ, mình đầu tư, mình làm kinh doanh ấy, mình giàu ấy, mình giàu một phát thì cả xã hội này nó tán thưởng mình, chứ không phải tự nhảy vào một cái môi trường xong mình tự phong cho mình, xong mình sướng về nhà không có khách hàng, về nhà nghèo, vẫn hoàn nghèo. Nhiều bà, tôi nói thật với các bạn là vay tiền để tham dự chương trình đó với ý niệm là tham gia mình sẽ trở thành quý bà, mình sẽ được truyền thông, mình sẽ được viết báo, mình sẽ được lên TV, mình sẽ được giàu có. Cuối cùng là chỉ thấy tốn thời gian và mất tiền, chả thấy giàu đâu cả. Cuối cùng vẫn thầy nam thôi, khóc với thầy. Tôi là người có thể gọi là đứng ở bên ngoài cái ngành này. Những gì tôi làm là hỗ trợ cho ngành chứ không trực tiếp tham gia ngành. Cho nên tôi biết hết được tất cả những chiêu trò. Và tôi có rất nhiều chiêu trò để giúp cho spa đông khách một cách nhanh chóng.